Đây là bài 11 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Hãy học cách nói tên nhân vật Trương Hồng trong bài. Trang khủng. Trang khủng. Trang. Trang. Khủng. Khủng. Trang khủng. Trang khủng. Hay nói Trương Hồng. Trang khủng. Mary. Mã Lì. David. Tào Uy. Lục Vũ Bình. Lu Yu Ping. Lưu Minh. Liễu Miếng. Hay nói, chào cậu có tên là gì? Ni hao, ni jiao shenme mingzi? Hay nói tên gì? Shenme mingzi? Anh họ gì? Ni xin shenme? Xin hỏi quý tính đại danh của bạn. Xin hỏi quý tính đại danh. Rất vui được làm quen với anh. Rất vui được làm quen với anh. Tôi cũng rất vui được làm quen với anh. 我也很高兴认识你. 认识你我也很高兴. Hay nói, của bố tôi. 我爸爸的. 我爸爸的. Tên của bố tôi. 我爸爸的名字. 我爸爸的名字. Tên của anh trai tôi. 我哥哥的名字. 我哥哥的名字. Hay nói tôi biết. 我知道. 我知道. Anh biết. 你知道. Anh biết tên của bố tôi không? 你知道我爸爸的名字吗? 你知道我爸爸的名字吗? Anh không biết tên tôi à? 你不知道我名字吗? 你不知道我名字吗? Xin lỗi, tôi không biết. 对不起,我不知道. 对不起,我不知道. Bạn biết tên của bạn trai mình à? 你知道我男朋友的名字吗? 你知道我男朋友的名字吗? Không biết, mình không quen cậu ấy. 不知道,我不认识他. 不知道,我不认识他. Hãy nói, mình tên là Trương Hồng. 我叫张红. 我叫张红.
Mình họ Trương, tên là Trương Hồng. Wǒ xìng Zhang, jiào Zhang Hong. Wǒ xìng Zhang, jiào Zhang Hong.